Trở lại câu hỏi liên quan tới luật sư Hoàng Duy Hùng đó, xin anh chỉ cho biết là cái quan điểm riêng của anh về cái chuyến đi Việt Nam sắp tới của luật sư Hoàng Duy Hùng liên quan tới cái vấn đề mà hợp đồng của cái đường bay của thành phố Houston. Anh đồng ý hay là anh đã chống đối cái chuyến đi đó? Đôi lúc mình trả lời một câu hỏi đó, mình phải có đầy đủ yếu tố. Phải có đầy đủ yếu tố, tức là luật sư Hoàng Duy Hùng bị đi hay là muốn đi, phải không ạ? Thì nếu mà bị đi đó thì anh không có lựa chọn. Và nếu mà anh muốn đi thì là chuyện khác nữa. Thì nếu tôi là một người dân cử mà nếu bị đi thì bắt buộc phải đi, tại không đi thì thành phố không tín nhiệm mình nữa. Mà nếu muốn đi thì riêng cá nhân tôi trong giai đoạn này, chính quyền Việt Nam vẫn chưa có sự cởi mở thật sự để tôi muốn đi, và cá nhân tôi đã chưa bao giờ trở lại Việt Nam sau năm 1980, là trong hơn 30 năm nay tị nạn tại đây, thì tôi chưa bao giờ trở lại Việt Nam, tại vì cái sự thay đổi ở trong đất nước Việt Nam cần phải có. Thì cái sự không trở về Việt Nam của tôi là một cái tiếng nói lên cái sự không đồng ý với cái chính quyền hiện tại tại Việt Nam. Sẵn nói về cái chuyện về hay là không về Việt Nam thì anh nghĩ là một người những người mà đấu tranh không không đồng ý với lại cái quan điểm của hay là cách hành xử của chính quyền Cộng sản hiện nay đó thì họ nên chọn thái độ là không đi về Việt Nam để mà tỏ thái độ chống đối hay là họ nên về Việt Nam để mà họ có cơ hội tiếp xúc và có những cái giải pháp khác cho vấn đề Việt Nam. Cảm ơn anh. Thì cái chuyện mà cá nhân tôi làm là mình cảm thấy thoải mái với cá nhân của mình trước. Dĩ nhiên cũng có rất là nhiều những cái vấn đề tình cảm mà nó bị ràng buộc. Gia đình tôi thì được rất là may mắn, thưa anh, là ông bà cụ, bố mẹ tôi, các anh chị em đã vượt thoát trong nhiều chuyến vượt biên khác nhau, và chúng tôi may mắn là đã định cư tại Mỹ hết. Thành ra cái nhu cầu phải về Việt Nam không cần có nữa. Những cái gì chúng tôi đã có tại Việt Nam, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của bố mẹ tôi, ông bà tôi để lại đã bị tước đoạt hết, thì tôi không không còn cái gì phải 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 về hết. Tuy nhiên cá nhân tôi là như vậy, nhưng mà đối với những người khác, ví dụ như qua đây vượt biên nhưng mà cha mẹ còn hay là anh chị em còn, thì đó là cái chuyện cần phải, có thể trong cái nhu cầu tình cảm đó họ phải phải về để gặp lại người nhà, người quen của họ. Để kết thúc cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì đối với những người mà họ đã lựa chọn bầu cho anh thì coi như là anh có phiếu của họ rồi. Còn đối với những người mà họ không muốn bầu cho anh hoặc là họ chưa biết anh để mà bầu thì anh muốn nói gì với họ? Dạ, cảm ơn anh. Sự chịu lòng lựa chọn của mỗi một cử tri là quyết định của mỗi người. Tuy nhiên, cùng với nhau chúng ta có thể làm nên một cái thay đổi được cái gương mặt của hội đồng thành phố Fran Valley, để cộng đồng chúng ta có một cái tiếng nói chính. Nhưng mà công việc của tôi làm là muốn đem lại cái sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người dân trong thành phố, và để cộng đồng người Việt, nhất là được có một người vì dân cử gốc Việt để có thể đại diện tại thành phố và nói lên được những cái tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng là cái điều mà chúng ta cần phải có. Ngoài cái ước muốn đóng góp vào sự thịnh vượng chung của thành phố đó đối với lại cộng đồng Việt Nam ở thành phố Fan Valley cũng như cộng đồng Việt Nam nói chung, anh nghĩ anh sẽ có những cái dự án gì mà liên quan tới cộng đồng Việt Nam không? Thưa với anh, thì trong một cái chức vụ dân cử, tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể làm nhiều hơn với một cá nhân nào khác hay là một hội đoàn. Một cái chức vụ dân cử, mình có thể liên lạc được với các vị dân cử khác, và họ có thể thành lập được những cái chính sách hoặc là tạo dựng được những cái tiếng nói mà giúp đỡ cho cộng đồng người Việt nhiều. Thì cái đó là cái ước muốn và nguyện vọng của tôi, và cũng xin thưa với anh và quý thính giả và khán giả là trong lần bầu cử này thì tôi cũng mong muốn để có được tiếng nói, và tôi đã quyết định là tất cả tiền lương nghị viên trong lần đắc cử này là chúng tôi sẽ hiến tặng lại cho tất cả các hội đoàn từ thiện trong thành phố để tạo dựng cái sự thịnh vượng chung cho thành phố. Thưa anh. Cảm ơn anh.
Dạ.